Nếu theo đúng kế hoạch thì tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại Hà Nội sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2016 và vào năm 2017 đối với thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian đến đó không còn dài nên trong kết luận của mình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đi lại bằng đường sắt đô thị. Phó Thủ tướng nhận định đây là các dự án cấp bách nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc triển khai đầu tư các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội còn chậm, sự phối hợp công tác giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ. Do đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát lại quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị, hệ thống nhà ga đường sắt đô thị, bảo đảm sự gắn kết tạo thuận tiện tối đa cho hành khách để kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết. Đặc biệt, công tác bảo đảm an toàn đường sắt đô thị cần đặc biệt quan tâm, tích cực triển khai đào tạo đội ngũ vận hành, bảo dưỡng để bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác đường sắt đô thị. Do các dự án đường sắt đô thị được tập trung tại các tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô, các chủ đầu tư, các nhà thầu phải có các giải pháp thích hợp, bảo đảm an toàn lao động và an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình.